Xin chào tất cả các bạn Hôm nay tôi sẽ dẫn các bạn đến với một địa điểm vô cùng nổi tiếng Đó chính là đảo Cát Bà Đến với nơi đây thì các bạn không thể nào Không thể không thưởng thức những món ăn vô cùng đặc sắc Như những món hải sản biển Được những người dân làng trài đem từ biển về Để có thể làm ra những món ăn ngon cho các vị khách quý ở đây Vào những buổi tối ở nơi đây thì có nhiều những nhà hàng um, nhiều những nhà hàng hải sản và có cả chợ đêm cũng như là có những tour xe đưa các bạn đi vòng quanh một vòng đảo Cát Bà chợ đêm ở nơi đây thì bán những loại uh, đồ niêu liệm hay là quần áo và bán cả những món hải sản nướng cho những người dân Cát Bà đi buổi tối có thể ăn đêm và Cát Bà ở đây rất, vào những dịp hè rất là nóng nực và các bạn đi vào dịp hè thì chắc chắn là sẽ đi tắm biển phải không nào? Và biển Cát Bà ở nơi đây có thể đánh tan cơn nóng mùa hè của tất cả các bạn. Tôi mong rằng các bạn sẽ đến đây để có thể trải nghiệm những điều thú vị đó. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn.